5 tháng 5 hội cá bún dừa ở quê thèm quá. Thì cũng may là má Nhật Thu hướng dẫn cho Nhiếm làm cá cơm kho tiêu. Cũng công thức cũ hen, tiêu hành tỏi cho thơm. Cái món gì của Việt Nam, món gì mà mình nấu mà mình phi hành tỏi lên mình nghe cái mùi Việt Nam liền. Người châu Phi ở đây người ta không có biết phi hành tỏi cho thơm, xào lên xong mới nấu hen. Người ta cứ hồ lốn vô. miễn sao chín thôi. Nhiều khi thịt là người thả vô nước lạnh, người ta bỏ muối vô ngọt nấu vậy đó. Ngày nào chín chín. Còn mình là mình dễ nhiên người kia. Thành ra cái mùi cái món Việt Nam mình nó rất là đặc trưng. Nhìn thấy có lý hay nhà mình ha. Cái này là Nhiếm không nêm đường luôn, tại vì cái khô này nó có hơi ngọt ngọt. Rồi bây giờ hành tiêu. Thì nãy Nhiếm lỡ bỏ ớt quá nhiều, thành ra là chút xíu tiêu thôi. Rồi bây giờ canh mướp tôm khô cũng đã xong. Mấy bác nói em là giã cái tôm khô ra nấu. Nhưng mà em chỉ ngâm nước xong em xào hành tỏi lên nấu thôi, không có giã ra. Rồi đây là cái hủ tiếu xay. Tiêu này là tiêu của má Nhung gửi còn chút xíu hen. Tiêu của chị Hoa Hồng là Nhiếm chưa đụng tới. Do the way, Daddy. Him is working with Okunoso in that field. Okay. Have you called Dada? Yes, but he said he will let us eat after him will come and eat later. Okay. Oh yeah, let me boot right for you. Yo yo ah ah ah. Yo yo, turn the small side. Okay. Say this one, doi do. Doi do. This one. Carry the right up. Carry the right up and eat. Yes. Goodbye. Yo yo, see how to do it. No, see how to do it. Yo hold the doi do very well now. Yo look at how to do hold doi do. Trời ơi, ông Út không biết xài đũa luôn. No, do hold like before, not like that. You help me hold the door. Like how you hold the pen, yo. Like how you hold the pen. Yes. Ăn canh mướp. Canh mướp tôm khô. Johnson, ăn canh mướp. Chị canh mướp hả? Cá cơm kho tiêu. Cái này mình kho nó cứng, nó không có quá cứng, mình không có quá mềm, rất là ngon luôn nha mình. Nè đợi vô. Này có một chút xíu cơm trái nữa. Nó sảy luôn hen. Còn cả. Đừng cái bắt tiền tầm gì đi. Con cá bà. Con cá ngon không? Ngon lắm. Ăn con cá đi. Ăn con cá đi. Ăn một quanh con cá nè, quanh. Ngon không? Ngon lắm. Ông Út thấy vất vả quá. Ngon lắm. Mà this salad very sweet. Hả?
Sẽ ngon quá, ngon lắm. Sweet sweet. Ăn canh mướp đi. Ông muốn ông ăn mà ông ngon 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 cái miệng. Cái này là khô cá chỉ vàng. Cảm ơn nhận thức hả? Đi nói phun. Put more rice nào. Ông này thì bữa nay nếm cho ăn cơm chiên. Cơm chiên với lòng gà. Còn em là cái món này phải ăn cơm trắng mới ngon. Cơm chiên không đúng bài. Cơm. Cơm trắng. Ướp chế lập rai xe cơm chiên. Cơm chiên. Ít đi vô. Ít đi vô. Thế sao công nhận khô này. Khô này khô cá chị cá cơm. Hột tiêu ăn rất là ngon. Ăn không khác gì cá cơm hột tiêu. Sao còn ngon hơn nữa. Tại vì nó thấm gia vị, nó thấm cái khô này nó hơi ngọt ngọt. Mình kho cái nó thấm vô rất là ngon. Dạ. Con canh mướp nó hết sảy luôn. Trời nó đã. Nếm dứt sạch một tô canh. Cá kho vẫn còn. Khô chiên vẫn còn. Sáng mai ăn tiếp. Đu đu, nô ít cá bè lại gần. Vô ạ, vô ít cá bè. How they call the cá bè? Ăn bắp cải. Ăn đi, ăn rau đi. Ăn rau, đu đu, eat. Eat many vegetables, good for body. Phải không? Hàng bán này nhiễm được cái khỏi có phải ép ăn. Mình muốn ăn cái gì mình nên ăn đi thông minh. Ăn đi tốt cho sức khỏe, ăn đi mau lớn là nó dứt. Ngon không? Ngon lắm. Đây ông Cạp làm sân banh với mấy ông trong đội bảo vệ nữa rồi. Chắc là sẽ ăn ở ngoài luôn. Nhiễm thì được cái, nhiễm rất là thoải mái. Không có vụ là phải chờ cơm hay là sao anh không về ăn cơm được, không có, không có. Tới bữa cơm mà không có mặt là tôi dứt hết. Hot quay quá. Nóng quá. Nóng quá. Bé bè chua mối gì quá. Cay quá. À, you remember cay quá. Good. Today you will remember why mommy took you to bed today. So, ba mẹ con dứt sạch luôn. Vâng. Nó đã. Mấy cái món này mà ở bên đây có tiền cũng mua không được nữa. Nói chi mà không có tiền, có tiền cũng mua không được. Đu đu. No chưa? No rồi. Rồi dạ, cho con chó ăn. Ấy, chết ạ. Em muốn hạ mà hôm đây nào. Get away. Ăn cơm. Con xa xa nó lừng dữ lắm nghe. Từ hồi mà cưng cưng nó, cái đó thấy ai ăn kê mỏ vô nghe. Là nó cái nó biết nó trốn. Đu đu cho con chó ăn cơm đi. Đu đu tách cơm. Hả? You miss with con cá. Miss with cá kho. Hả? Cơm with cá kho. You don't need. You carry the chicken head. You put cho con chó ăn. Hả? I want chicken head inside kitchen. All of them. Oh. Chicken head only leave the lid. Nhím mùa bữa nay phần của Sasa vẫn còn chế độ on the chicken head with the leg. Nay nhím vẫn Sasa vẫn còn chế độ ăn thịt tươi. Tuần này là lúc nào cũng có thịt cho Sasa hết. Thì nay cho Sasa ăn cơm với cá kho với đầu gà người ta chiên sẵn á, nhím mua cho nó ăn. Nó xương nhưng mà nó mềm. Dỡ vô. Dỡ no chưa? No rồi. Rồi dọn dẹp. Cảm ơn mẹ ơi, cảm ơn bà ơi. Rồi đó. Dọn dẹp đi. Dọn dẹp. Rửa chén. Dọn dẹp. On the whole dish. Spoon do fall down. Picky. Đôi đũa.
quá đã, quá đã. Ai đùa. Ăn chua mất con cái. Trời ơi. Quê đi chứ cái hệt. Nó say. Chơi đi. Chơi nguyên cái đầu gà. Đầu gà, chân gà, lòng gà người ta chiên sẵn. Trời ơi, ổng thèm, ổng la kìa, thứ gì á. He don't know how to have all this meat. Because they send for him money now. Come near here nè. Come near here. Thứ gì ăn giờ ông Đu để tô cơm của nó không cho nó ăn. Cái nó lại nó đòi. Nó chờ mà ông Đu kìa. Sao nấu khôn nó nghiền để vậy mà nó không bao giờ ăn đâu. Phải để xuống đất nó mới ăn. À, bữa nay là Nhiếm sắm cho Xa Xa được một cái thao ăn cơm. Ở nhà thấy nó không có thao ăn cơm ăn cũng thấy tội. Hay hay Xa Xa. You not good. Đã. Ông có chòm chòm ăn kiểu vậy. Ừ, ok, ủi nó mừng kìa. Nhà em hỏi sao nhiêu kêu Nhiếm bằng Nhiếm kêu Xa Xa bằng con. Trời ơi, em nhà em hồi trước ở Việt Nam hen có 5 đứa lần kìa, đặt tên đều đàng hoàng xưng con không à. Cưng lắm. Kệ mình thương nó như người trong nhà vậy, nó mới thương mình. Tối ngủ đồ này kia là ổng canh cửa đồ, không có chó cũng mệt mỏi lắm. From today nè, this pan will be Sasa on yeah. Thao này hôm trước ông cạo ông lấy đựng cơ, ông đựng xi măng ông làm á. Nhiếm môi ra được, cho ông Sasa ăn. Good morning. How are you guys? I don't cut this one. You found by yourself? Yes. Hey. Ha. Trời ơi, cái bụng chúa già của ông cạp. Chúa già của ông cạp. Nay Nhiếm tính đi ra sau này để kiểm tra cây mì ở phía sau ông trồng thu hoạch được chưa. Mà thấy bụng chuối nó ngã ngang luôn. Trời ơi, cái cây chuối này nó bự chà bá lửa luôn mà nó cũng ngã cho được. Trời ơi, bụng chuối nó chín bói luôn. Chị không nổi nó ngã luôn. Ông cạp đâu rồi? You don't need to buy yourself, you got the banana. Well done already. Come and see. Come and see now. It's not a spider. I know. It ain't. Maybe after you got it, I think you support this one, you don't put. For this rain time, huh? How do you feel? You have that banana, boo, body like that. That one, ba. That's it. Oh, baby. Here we go. It's not too bad though. It's not touch ground though. It's like the angels help me to cut this one. And that rain yesterday night, na him do. Yeah, they helped me to cut it down. Even have some angels that hold it so that it will not break. Trời ơi, tính là sáng nay nhà Nhiếm thu hoạch cái bồn chuối này để đem ra chợ bán đó. Mà ra thấy nó ngã luôn rồi. Hôm nay lu bu ở nhà mình đi tới đi long nhong nhong bồn chuối nó chín bói mà không hay luôn. Mấy đứa này nó đang chuẩn bị để đi bán gỡ củ mì nè. Cái thùng thùng để đợi lên đầu. Yeah, hello, what's up niggas in the house, man? How you guys doing today? Morning to you all, man. It's still your boy Mesco. Yeah, it's still your boy Mesco in the house, man. Yeah. My wife is giving me a signal. Should I close it or should I open it? You should talk to me, don't give me a signal. Understand? So guys, you have your boy in the house again, man. This morning, huh? No happened this morning. I came over here to cut this banana down, not knowing that the breeze yesterday night have already done that, you know. And the most important thing there is that the banana fall down, but it not go get spoiled. Mm-hmm. No one break, you know. Hey, don't ripe already. Very yellow. Be ripe. Careful when you cut them. You see?
Hey, this one is big banana. When I was even thinking of how to cut the tree, that not knowing that breeze has helped me to do that. Oh, this one is hard to cut that because the whole day there. Yeah. I was even thinking of how to go with it this morning. You know? Mm. Now I'm happy, but if breeze would have break the banana now, I would be sad. So guys, you see the banana? This one is mini, but at least this is one of the smallest banana we've taken from this side. Mm. Yeah. Yes. This one now is very small than the ones we've already taken from this side. You know, as giant as the banana is, that is how it gives baby. Mm. But I don't know how this one small like this, you know. Mm. You know the first one, the second one we caught is like 2 times of this one. Before we caught the one that break here. Like 2 times of this one. The one I back there. Mm. You know? What? Maybe because this side they knew now. Before him, they only small. They didn't know they knew. Here we go. Where, Charlie? That fresh from farm is there again, man. Is it what we mean by fresh from farm? You know? Well, you must ripe from up before taking them, before bringing it down. We eat the yellow one. But the reason why I leave these ones to ripe much is because this is home banana. You know, this one is not going to market. It's for me and my family, man. The market has been enjoying for a long time now. So I think this one is for us, man. Yum, yum, yum. Yum, yum, the yellow one. See, the animal have eaten. Oh, you don't very ripe already. Oh. Yeah. See, the mouse have eaten them and bird. You see, master fresh from farm. Mm. I hope you can enjoy this with me. No, you don't need to run again. You're already done. You're very fresh there. Remove your children back. I think they are ready to school. Okay. Unless when they come back. Sleep quietly. And wait for you. Yeah, wait for me a little time. So I can enjoy these ones. This banana is too sweet. Very sweet, man. Like sugar. I think it's from the banana or from the hand that planted. Both of them. You know, your guy is enjoying here in Africa. If you wish, come over. I bet you got it like that, go inside now. Okay, see. This one. By nature, him often. No, this one by nature, not that. Mm. I think it's from the bamboo supporting tree. I'm coming, let me know who is among this banana now. I think this one is for eating. Okay. People should be eating. Okay. I don't think that bow knife will go. Maybe you tell it, they can carry for you small knife. Okay. No, you're not going. Wow. You know how much this one will cost at the market? Hey, let me count for you how they sell. The bow one like this, maybe 2,000. One hand, 2,000. This one you get like 5 bow hand. You are calculating it in the retail sale. They sell small, no bigger. You should calculate as farmer selling for those that sell retail. 6,000 or 7,000 or 8,000. So better we eat here now. You are no bowl like the one before. You got it one now. Mm-hmm.
Thịt từ chùa. Ừ. Wow. Hey, fresh banana. Mm-hmm, you got it on one like that. It will ripe easy. Wait, these are never okay for them. These are never okay for them. I want to cut everything. Abi, you know, carry like that, go inside and hang him off up easy. There only be one only. Okay, this one for this family. This one for who? For the second table. Okay, daddy. Daddy Mo. Daddy Mo. Okay. Because they are the ones making it, you know? Come over to dress it. Okay. I'm using it to hold the. You see how I'm. See you on now, we can. This is coming to carry it. Let me help you carry knife. My knife, yeah. I'm yellow now. See. See that bow one also. See. And this one. See the bow one that side. Okay, you don't plant the... The plantain. Mm. Yeah, I'm planting to the plantain, is it? Be careful before you break the hand, you go over. Oh, see the bow one there. Be careful now. Monkey. See this one here. You saw how you see how I bring it down. See this one once more. I think him yellow. It's because they take the first one, so the follow one. Cannot drink water. Cannot eat food again. I sweet or so is that one I bring down now. No more jam. Everything in my farm is very sweet. Uh-huh. How him boo? You see? Only that I don't know what we are going to do because of this sick is the fruit is having. When him small, I did carry nine long time one by one. So like that, this you will not get this spot now. Okay. And I know the one that is doing that. Okay. Cut them one time now, you hear what? Cut them one time, all this family go kill all of them. Okay. Đây là cái anh mà ông Cạp ông kêu là con trai của ổng á, là con của ông này nè. Thì đi bán đồ mũ, bán dạo dọc đường gì đó chứ không có ngoài chợ. Thì ban ngày đi bán, rồi ban đêm về ông Cạp cũng cho nhập vô đội bảo vệ luôn rồi. Good morning. Yeah, mama. So this one is a new one. But you know this one? Like the leg, no face. The pier. Just. But maybe the woman go for fun. Maybe she has her legs.
Ông cạp ổng có một cái tài lẻ là xem dấu chân rất là hay luôn, ổng như ổng thuộc hết cái dấu dép của những người ở trong khu vực này hay sao á. Nhà mình lâu nhớ nhiếm kể cái vụ mà cái ông mà đi mua dây chai vô nhà nhiếm, ổng thấy dấu dép không đó, là chỉ cần ổng nhìn cái dấu chân nó, à cái người này là sống trong vùng này, hay là cái người này là hàng xóm, hay là dấu chân của nhiếm, dấu chân của mấy đứa nhỏ, ổng thuộc hết luôn vậy đó. Em cũng bái phục, bởi vì thành ra là mấy ông này làm bảo vệ là đúng rồi đó. Ông Lên Xô cũng vậy luôn nghe, cũng thuộc dấu chân luôn. Only for us, me and them, to finish it. Maybe when our corn ready, he will still remain. We must smell our corn. Maybe okay. If our corn just come out, him will be going. The corn will tell him, hey, come back. Let me eat you last time. I think I have to pick my breadfruit. Ugwa. Yeah. I see one bull here before. Đây là cái trái ô quà mà hôm bữa ông Cherry nấu đó nhà mình. Thì mình để cho nó rụng rồi nó thúi, xong mình lọc, mình sàng, mình rửa lấy cái hột. Rồi bắt đầu cái hột đem luộc sơ sơ, rồi xay nhuyễn, rồi lựa lấy cái vỏ hột ra. Xong rồi còn cái thịt nấu hôm bữa ông Cherry nấu đó, là một cái loại đặc sản ở châu Phi luôn, rất là mắc. Hiện tại ở ngoài chợ là 15.000 một xô. Mùa này thì ô quà nhà nhiếm cũng đang vô đợt. Khán giả mình hỏi sao nhiếm không trồng nhiều nhiều. Trời, cái ô quà này nó ngộ lắm, không phải mình trồng ở đâu nó cũng có trái đâu. Nhà nhiếm trồng đâu mười mấy cây mà mới có ba cây thôi nó có trái, mà nó rụng, nó kiểu như nó không có đậu được. Không hiểu sao người ta nói là cái gì tâm linh gì đó, thì mình nghe vậy thôi chứ mình cũng biết làm sao. Bên này cũng không có thuốc xịt phun người đậu trái đồ này kia, chỉ để tự nhiên gì đó, cái nào rụng nhiều là ăn nhiều thôi, cái nào hư thì bỏ. Ok. Nhà mình thấy cái bề ngoài nó giống như cái trái sake ha, nhưng mà bên trong là nó hột đặc nghẹt luôn. Mà khi mà nó rụng xuống như thế này là cái hột của nó đã cứng rồi, không có chiên ăn như trái sake được. Còn cái trái non nó rụng thì nhím chưa biết sao, để bữa nào nhím thử nhím chiên lên cái giống trái sake không. Nó cũng sơ sơ như trái sake vậy. Thì mình lượm cái trái xanh như thế này, mình về mình kiếm cái chỗ thoáng mà mát, không có ủ kín mít hen, rồi mình để chừng nào nó thúi, nó đen thùi ra, nó mềm á, thì mới lọc lấy cái hột được. Good morning. Princess. Oh, this is my princess. Yeah. You see my princess. Con, con. Nó đi người mẫu. Con gái không bị che dễ thương. My princess. My princess. My princess. Bữa nay Nhiếm đã lựa được một số đồ đầm hôm bữa mấy chị gửi đó. Thì Nhiếm đem qua bên nhà chủ khu nhà lão Phật gia cho mấy chị mấy em dùng dòng sớm mặc phụ. Nhiều quá, cái nào cũng đẹp hết. Hẹn gặp nhà mình ở tập tiếp theo, Nhiếm sẽ quay cận cảnh tỉ mỉ hơn hen.